Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi gửi tới các bạn với một câu chuyện ngắn chi tiết như thế này. Vui mừng thông báo có thai, chồng đưa ngay cho tôi 500 triệu nhưng lại nói một câu khiến tôi tái mặt sợ hãi. Đây là một câu chuyện mà người phụ nữ, người vợ đã chia sẻ lại, mong rằng là một câu chuyện hay. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện này. Tôi ngồi thụp xuống giường, cảm giác trời đất như sụp đổ. Nhìn cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng nằm chơ vơ bên cạnh mà tôi suy sụp. Tôi yêu Tê ngày lần đầu gặp mặt. Anh đẹp trai theo kiểu thơ sinh, nhẹ nhàng, ăn nói dịu dàng, am hiểu tâm lý phụ nữ. Ở anh tôi không tìm được một tính là tật xấu nào. Không hút thuốc, không uống rượu, không thích đi chơi đêm, cũng không thích những cô gái chân dài xinh đẹp. Thậm chí anh không thích cả những người theo đuổi mình. Nói cách khác, Tê hoàn toàn không giống với những người đàn ông mà tôi từng quen biết. Tôi đã chủ động tán tỉnh theo đuổi Tê. Thời gian đầu, anh chặn hết mọi cách thức liên lạc, chặn luôn số điện thoại Facebook. Tôi phải gửi email hoặc mượn điện thoại bạn để gửi gắm tình cảm đến anh. Bạn bè đều bảo tôi dại, đã chủ động rồi mà còn gặp phải người cứng đầu. Chúng nó sợ tôi khổ vì yêu đơn phương. Nhưng tôi mặc kệ. Trong mắt tôi chỉ còn có Tê và tôi nhất định sẽ là vợ của anh. Sau nửa năm như thế, cuối cùng Tê cũng đồng ý hẹn hò cùng tôi. Tôi mừng đến mức bật khóc. Sự kiên trì của tôi cuối cùng cũng đã có kết quả tốt đẹp rồi. Nhưng Tê vẫn rất là lạ. Anh không vội vã, không chớp lấy thời cơ như những người đàn ông khác. Anh luôn giữ gìn cho tôi trong mọi tình huống. Sau một năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong lời chúc phúc của mọi người. Bạn bè cho rằng tôi đã tìm được một nửa hoàn hảo của mình. Nhưng đêm tân hôn, vất vả lắm Tê mới hoàn thành được nghĩa vụ. Anh lúng túc giải thích là do không có kinh nghiệm. Lại là lần đầu tiên mới thế. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều vì tin tưởng anh. Nhưng sau đó, chuyện ân ái của chúng tôi diễn ra rất là ít ỏi, đến mức tôi phải tự nghi ngờ bản thân của mình. Phải soi gương xem lại tại sao tôi lại không thu hút được chồng. Tuần trước tôi phát hiện mình bị chậm ngày, rụng dâu. Mua que thử thai về thử, tôi mừng rỡ khi thấy que hiện lên 2 vạch, đồng nghĩa với việc tôi đã có thai rồi. Tôi hớn hở đem que thử thai đưa cho chồng, báo tin anh đã được làm bố. Chồng tôi ngẩn ngơ một lúc, rồi anh rút trong tủ ra cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Mở ra xem, tôi choáng váng khi thấy con số 500 triệu đồng. Anh nói, anh cho tôi cuốn sổ tiết kiệm này, nhưng với điều kiện chúng tôi sẽ không ngủ chung giường nữa. Tôi sửng sốt. Tê nói tiếp, anh vốn là người đồng tính, nhưng vì sự hối thúc của bố mẹ mới phải cưới tôi làm vợ. Giờ tôi đã có thai, anh đã hoàn thành trách nhiệm của một người con trong gia đình. Vì thế, anh muốn được sống đúng với con người thật của mình. Chúng tôi sẽ không ly hôn, nhưng cũng không làm những chuyện vợ chồng phải làm như những người bình thường khác. Tôi ngồi thụp xuống giường, trời đất như chao đảo trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tê đi rồi, tôi vẫn không thể tin nổi chuyện đang là xảy ra. Nhìn cuốn sổ tiết kiệm và que thử thai bên cạnh mà tôi đau thắt lòng. Mấy hôm nay chúng tôi ngủ riêng thật. Tê vẫn rất quan tâm tôi nhưng luôn giữ khoảng cách. Tôi phải làm sao bây giờ? Nên tiếp tục hay là ly hôn đây? Rồi con tôi lớn lên, bé sẽ nhìn nhận bố nó bằng cách nào đây? Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thật
đây là một câu chuyện tình quá trái ngang và chua xót cho người phụ nữ này. Cô ta đã yêu trong một năm và đã cưới một người chồng đồng tính. Và giờ cô ta đã có thai, và anh ta thì quyết định đưa cho cô ta một số tiền và bảo rằng cô ta và anh ta sẽ ngủ riêng, không có ngủ chung nữa. Và cô ta đưa câu chuyện này chia sẻ lên cộng đồng, cũng như là những lời khuyên của các bạn cho cô ta, để cô ta hãy xử lý và phải làm sao bây giờ, sống chung hay là ly hôn. Cuộc sống, gia đình và xã hội luôn luôn rất nhiều sóng gió và phức tạp. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì xảy ra. Tôi mong đây là một câu chuyện hay và ý nghĩa. Mong cô chú anh chị trong và ngoài nước đưa ra cho cô ta một lời khuyên, nên ở hay nên đi. Và trong câu chuyện này, nhân vật chính đã giấu tên người chồng của mình, và cô ta cũng mong các độc giả cũng như các bạn hãy cho cô ta một lời khuyên. Và thưa các bạn, tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua luôn luôn đồng hành cũng như là đóng góp ý kiến và luôn theo dõi kênh của tôi. Và tôi cố gắng tiếp thu những ý kiến của các bạn, của anh chị để ra những video chất lượng hơn và cập nhật những câu chuyện hay, bổ ích, và cũng như là gửi tới các bạn thư giãn, giải trí sau những ngày làm việc mệt nhọc. Và thời gian gần đây tôi luôn cập nhật chuyện ngắn và chuyện trong gia đình nhiều hơn. Còn những tin tức an ninh trật tự, tôi sẽ cập nhật những tin nào nóng nhất. Và tôi luôn luôn rất là biết ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Và thời gian gần đây tôi hay gửi tới các bạn những câu chuyện ngắn nhiều hơn. Mong các bạn hãy ủng hộ và lắng nghe. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.